Kính chào quý vị và các bạn. Nam Bộ tiếp tục là nơi nắng mạnh và nóng nhất cả nước. Dự báo thứ hai này, nắng nóng sẽ bao trùm khắp miền Đông Nam Bộ, bao gồm thành phố Hồ Chí Minh và Châu Đốc, Cần Thơ của miền Tây Nam Bộ với mức nhiệt 35-36 độ, những nơi khác phổ biến 32-34 độ. Chợ nổi Cái Răng tại Cần Thơ là điểm đến lý tưởng cho quý vị trong dịp này. Chợ họp từ 5 giờ đến 8 giờ sáng, lúc mà trời còn rất mát. Phương tiện di chuyển duy nhất tại chợ nổi Cái Răng đó chính là những chiếc ghe thuyền. Đến đây thì du khách sẽ được chứng kiến một khu chợ rực rỡ sắc màu của hoa quả, bánh trái, tiếng mua bán, trao đổi nhộn nhịp. Du khách còn được thưởng thức bữa sáng ngay trên thuyền như là hủ tiếu hay là bún riêu. Dự báo thời điểm sáng sớm lúc mà quý vị khám phá chợ nổi, thời tiết rất đẹp, tạnh ráo và dịu mát. Quý vị có thể yên tâm để trải nghiệm những điều thú vị ở đây. Đến trưa thì nắng sẽ mạnh hơn và nóng rõ, thậm chí trong ngày thứ hai còn chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ. Phú Yên ở Trung Bộ cũng có tiết trời nắng nhiều trong ngày thứ hai và cả hai ngày sau đó, thích hợp cho những kế hoạch du lịch biển. Nhiệt độ cao nhất là 32-33 độ, khá nóng trong khoảng thời gian trưa và đầu giờ chiều. Bắc Bộ trong ngày thứ hai này, trời tiếp tục nhiều mây và có mưa nhỏ lất phất. Nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội và hầu khắp các tỉnh thành phố khác đều không vượt quá 23 độ, trời khá lạnh. Chỉ riêng có phía Tây Bắc Bộ, bao gồm Lào Cai, Điện Biên Phủ và Sơn La, nhiệt độ cao hơn 25-27 độ. Sapa sẽ có mưa bất chợt trong cả ngày thứ hai và cả hai ngày tiếp sau đó. Có lúc trong mưa còn đi kèm cả dông sét nguy hiểm. Trời sẽ rét cả ngày lẫn đêm với mức nhiệt cao nhất chỉ khoảng từ 17 đến 19 độ, thậm chí thấp nhất về đêm chỉ còn 14 độ. Vậy nên là quý vị nhớ mang theo trang phục giữ ấm khi đến đây. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố du lịch khác trên cả nước.